là hân hạnh được giới thiệu với các em một nhân vật vô cùng tài ba. Đó chính là áo thật ra Tiểu và Bảo Thôi. À quên, áo thật ra Tiểu và Bảo Thơm. Xin chào các em. Thực ra thì vẫn là anh thôi chứ không phải là ảo thật ra gì tài ba vĩ đại gì đâu. Chuyện là thế này này, hôm qua anh cũng nằm mơ một giấc mơ rất là kỳ lạ. Trong giấc mơ đó thì anh gặp một ảo thật ra thiên tài của thế giới, đó chính là David Copperfield. À, xong rồi ảo thật ra đó nhập vào người anh như là nhà tiên tri nhập vào người em đúng không? Không, ảo thật ra đó đã chỉ dạy cho anh một trò ảo thuật. Không, cũng không hẳn là trò ảo thuật mà phải nói đó là một phép màu, một đạo cụ có phép màu. Với một tâm nguyện là mong muốn anh sẽ đi cứu nhân độ thế, sẽ đi giúp người nghèo trở nên bớt nghèo hơn và giúp cho những người như chị Thơ Nghĩa trở nên giàu có chẳng hạn. Nhưng mà chắc là em cái tin anh. Việc đầu tiên mà anh phải thực hiện ấy thì phải giúp đỡ người nghèo trước. Em không phải người nghèo. Em rất nghèo. Hôm qua em nhận được tiền của anh nhưng mà em đã đi mua pizza ăn. Sau khi em ăn no quá thì em lại bị đau bụng. Thế là em phải mất một khoản tiền để mua thuốc nữa, cho nên bây giờ em rất nghèo. Anh có thể giúp em bằng cách cho em tiền đúng không? Đó gọi là quả báo chứ không phải làm nghèo khổ gì cả. Có nghĩa là anh sẽ cho em tiền đúng không? Tuy nhiên không sao cả. Dù sao thì anh cũng sẽ bỏ qua cho em chuyện đó. Hôm nay thì anh có một cái dụng cụ, đạo cụ này. Ok. Đã được ban một cái phép màu thì đó rất là kỳ diệu. Nó có khả năng in tiền. Hay là cách khác, đây là một chiếc máy in tiền. Nhưng mà cần có một nguyên liệu in tiền, đó chính là những tờ tiền có mệnh giá thấp. Thì nó sẽ giúp in ra những tờ tiền có mệnh giá cao hơn. Nó là như vậy. Vậy anh tự cho tiền của anh vào xong in ra tờ cao hơn thì em lấy em trừ tiền cũ cho anh, được không? Như vậy được không? Em thông minh quá. Như này này, em phải dùng chính tờ tiền của em thì nó mới công hiệu được. Em hiểu không? Nhưng mà nhà đâu em bị mất tiền thì sao? Thì bây giờ em cứ giả sử em bỏ 10 ngàn ra. Ok. Đây 10 ngàn thì... 10 ngàn? Được. 10 ngàn thì... Nhưng mà nhà đâu em bị mất 10 ngàn thì sao? Thì anh sẽ trả em 10 ngàn, yên tâm đi. Không, anh phải đưa tiền của anh ra đây cho em đã, em mới tin. Anh sẽ trả em gấp đôi đúng không? Đây, anh sẽ trả lại em 10 ngàn nếu mà... Không, gấp đôi đi. Gấp đôi luôn nếu... Anh sẽ trả cho em gấp đôi nếu như tờ 10 ngàn này không biến thành tờ 20 ngàn. Ok. Và nếu như nó biến thành tờ 20 ngàn thì tờ 20 ngàn sẽ thuộc về em thôi. Nói chung thế nào thì em cũng được gấp đôi đúng không? Đúng rồi. Ok. Thế chị cũng không mất gì mà đúng không ấy? Hôm nay anh Tiểu bảo tự nhiên tôi dễ sợ nhưng mà chị nghĩ rằng chị cần phải đề phòng. Để em phủ phép cho nó. Thôi. Để xem sức mạnh của anh này. Chị cũng cần phải đi phòng. Không thể nào. Em rút được không? Không. Nếu mà rút ra thì em nó sẽ ra tờ màu trắng hả? Đúng rồi, rút thì nó in không kịp thì nó sẽ... nó sẽ đổi màu, nó sẽ mất một mảng màu và tờ tiền sẽ không giống như tờ tiền thật. Tờ tiền thật luôn các em ạ. 20.000. Tại sao từ tờ 10.000 biến thành được 20.000 được nhỉ? Em có làm quá không? Wow, lại ra tiền mới luôn các em ạ. Đúng y chang là in tiền rồi. Từ tờ tiền cũ 10.000 ra một tờ tiền mới. Rồi. Mới có. Mới hơn cả tờ này nữa. Chị sẽ lấy tờ tiền mới. Thấy được sức mạnh của anh chưa? Được đấy. Thế là xong đúng không? Anh có 20.000 đủ ăn, đủ uống chai sữa đấy. Anh còn có khả năng biến cho những tờ tiền lớn hơn trở thành những tờ tiền lớn hơn nữa. Nếu mà em thả vào đấy 200.000 thì nó sẽ thành 500.000 đúng không? Cũng có thể. Chắc chắn không? Chắc chắn thì mới bỏ. Có thể thì mất thì... Chắc chắn. Yeah.
Đây. 200.000. Rồi đưa đây cho. Và đây là một tờ tiền có mệnh giá là 200.000 đồng. Anh sẽ anh in đi. Dùng chiếc máy in tiền để in ra tờ tiền có mệnh giá 500.000. Điều này thì cũng hơi phức tạp một tí xíu cho nên là chắc là sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu đây. Em hãy cố gắng chờ đợi nhé. Dạ. Có khi nào nó ra tờ 20.000 không ta? Nếu mà xui xui thì ra tờ 20.000. Em có chơi không? Thôi, hãy tin ở anh. Nếu mà nó có ra tờ 20.000 là anh trả tiền lại cho em ấy nha. Rồi, anh sẽ trả tiền cho em. Đó, anh không thấy ra, nãy giờ không thấy ra tiền. Tiền máy, kia thì vào. Máy, cỗ máy của chúng ta đang phân tích. Em hãy bình tĩnh. Tiền kia thì vào rồi mà tiền này thì không thấy. À, có ra được cái mạng một tờ màu xanh. Chị nghĩ là tờ có thể là 20.000 hoặc là 50.000. 20.000 hoặc là 500.000. 500.000 em ạ. Chị đã nhìn thấy số 5 rồi. Bình tĩnh, đừng rút ra. Nhờ mực bây giờ. Thế tiền này có tiêu được không? Tiền này có tiêu được hay không thì em phải đem ra ngân hàng em hỏi. Anh nghĩ là tiêu được thôi. Nếu mà không tiêu được thì em sẽ bắt đền anh. Bởi vì nó giống y chang tiền thật mà. Đó, vì là chiếc máy phải mất thời gian phân tích cho nên là nó ra tiền hơi bị lâu một chút xíu. Em thấy không? Tờ càng to thì ra càng lâu đúng không? Đúng rồi. Mừng quá bé ạ. Nhìn hình như có nhà của bác Hồ này. 500.000 này. Rồi em từ từ khoan đã. Rồi ok, em hãy xem tờ tiền này có phải tiền thật không. Soi đi, nhìn đủ kiểu đi. Vuốt đi. Đấy, em hãy dùng mọi giác quan của em để khám phá xem đây có phải tờ tiền thật hay không. Bác Hồ ở đây rồi. Tờ tiền thật, em sẽ tiếp tục đầu tư tờ tiền này. Không, anh bán lại cho em cái máy này với giá 500.000 không? Không, anh sẽ không bán cái máy này đâu. 1 triệu. Anh còn có nghĩa vụ phải đi cứu nhân độ thế. 2 triệu. Mọi giá anh sẽ không bán, bằng mọi giá anh sẽ không bán. 2 triệu chiếc máy này là vô giá. Em sẽ tiếp tục đầu tư vào nữa. Đầu tư nữa đúng không? Đúng rồi. Vậy thì nó sẽ là 1 triệu, 2 triệu. Chị sẽ lấy cái số tiền mà chị vừa được hưởng, chị cứ đầu tư. Như vậy là chị sẽ không mất gì. Làm nữa. Rồi ok. Em sẽ đầu tư bằng 9 tờ này đúng không? Đúng rồi. Rồi, hãy cầu nguyện đi. Em chắc chắn chưa? Chắc chắn. Hồi hộp quá em ạ. Thấy ra tờ 1 triệu ta. Ờ đúng rồi ha. Tại sao không ra? Không, tiền càng cao thì ra càng lâu. Hồi nãy tờ 200 cũng một lúc sau mới ra đó. À. Giờ 500 ra 1 triệu thì phải lâu. Ồ nhưng mà tại sao lâu thế ta? Ồ sao không thấy ra ta? Đợi một lúc mà đã kịch rồi, không thể vặn được nữa rồi, vậy là không ra rồi. Máy của anh bị hư rồi, tại sao từ 500 đến đây lại là 1 triệu nhá? Anh cũng không biết luôn. Trả tiền em đây. À, đúng rồi. Làm gì có tờ 1 triệu mà ra? Oh no. Chiếc máy này chỉ có thể in ra. Bỏ tờ tiền nào thì in ra tờ tiền có mệnh giá gấp đôi hoặc là có tờ tiền mệnh giá tương đương gần gấp đôi. Ví dụ như em bỏ tờ 200 thì ra tờ 500, bỏ tờ 10.000 thì ra tờ 20.000.
bỏ tờ 500 lấy đâu thì ra tờ tiền? Thì nó phải ra 2 tờ chứ. Không thể nào ra 2 tờ được. Chiếc máy này chỉ là chiếc máy biến đổi có thể in được tờ tiền này trở thành tờ tiền lớn hơn thôi. Chứ làm sao mà nó có thể xé đôi tờ tiền ra để mà in thành 2 tờ tiền được. Thế mà bây giờ em bỏ thêm 200 nghìn vào nữa thì nó sẽ trả lại cho em tờ 500 nghìn đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em đã biết nguyên lý hoạt động của nó rồi đúng không? Đúng. Bây giờ anh đồng ý bán cho em đấy. Anh không thèm chơi. Bán đấy. Mua không? Có. Bao nhiêu? 200 nghìn. Sẽ đòi 2 triệu rưỡi. Thôi bây giờ giảm giá cho, coi như là mất 500 rồi giảm ra còn 2 triệu. Đi lấy tiền đi trả ở đây xong rồi bán ra. Không. Đi lấy tiền trả đây bán cho. Còn đủ không? Không, 700. 700 thì không bán nữa. 700 bán làm gì? 700 anh bỏ 700 vào anh được triệu mấy rồi? Triệu rưỡi. Nhưng mà anh đâu có nghèo đâu. Ai nghèo khổ thì mới in tiền thôi. Anh không nghèo anh đâu có tiền đi. Đúng không? Thà anh bán thêm 700 nghìn đi. Anh không nghèo anh đâu có tiền thì anh không nghèo là anh có không tiền. Anh không nghèo thì anh đâu được in được tiền anh đúng không? Chỉ in cho người nghèo được đúng không? In cho anh thì chỉ in được những mệnh giá nhỏ thôi. Em vét nốt cho em còn không? Còn bao nhiêu? 20.000 hồi nãy nữa, 700. Vậy là 720.000 đúng không? Đúng. Ôi thì nể lắm đấy. Rồi. Bây giờ chị sẽ cho tiền vào để xem. Cho em mượn một tờ tiền em in đi. Rồi. Vậy là nhiệm vụ của anh đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt. Sao không in được vậy? Anh về đây. Sao không in được tiền vậy? Anh tiền. Mày đều. Chắc phải chị đã bị lừa. Sau khi nghiên cứu kỹ lỗ thủ cuối cùng, chị cũng đã phát hiện ra trò ảo thuật này thực ra chỉ là một trò lừa đảo mà thôi. Nó rất là đơn giản game ạ. Ví dụ khi game cho tiền, đầu tiên anh Tiểu và bảo đã cho một tờ 20.000. Đầu tiên anh Tiểu và bảo đã cho một tờ 20.000 vào đây. Sau đó vặn lại. Vậy là tờ 20.000 đã mất tích. Anh ấy để sẵn 20.000 vào trong đây. Sau đó khi mà chị cho tờ 10.000 vào theo đường này, thì ngay lập tức tờ 20.000 khi được vặn thì sẽ ra tờ 10.000 sẽ bị nuốt vào. Làm chị lầm tưởng là tờ 10.000 của chị đã biến đổi thành tờ 20.000. Anh ấy đã lấy lòng tin của chị như vậy đấy anh em ạ. Không thể nào chịu được nữa, tức quá đi. Tiếp sau đó do tin tưởng nên chị đã cho tờ 20.000 vào để lấy tờ 200.000 đúng không ta? Không nhớ nữa. Lần này chị thiệt hại hơi bị nhiều. Thiệt hại 500.000. Sau đó chị lại bị thiệt hại thêm 720.000. Nói chung là chị rất là tức rồi. Tuy nhiên đây là một chiếc máy lừa đảo. Chị không thể nào cầm đi để mà lừa đảo ai được nữa. Chỉ có ăn Tiểu và bảo mới dám lừa đảo chị thôi. Chị sẽ bẻ ngay bây giờ. Chị sẽ đem đây là lừa đảo nhân viên. Oh no. Video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thích video này hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở video.